Bản tin dịch COVID-19 sáng 23 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận gần 3.900 ca mắc COVID-19 chỉ sau 12 giờ, nâng tổng số ca mắc cả nước vượt 78.000 bệnh nhân. 3.898 ca COVID-19 sáng nay đều ghi nhận trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 3.302, Long An 223, Đà Nẵng 47, Bình Dương 37, Tiền Giang 37, Tây Ninh 36, Đồng Nai 33, Đồng Tháp 31, Bình Thuận 23, Bến Tre 20, Ninh Thuận 19, Phú Yên 15, Hà Nội 14, Kiên Giang 13, Vĩnh Long 12, Nghệ An 11, Cần Thơ 10, Trà Vinh 9, Đắk Lắc 4, Quảng Nam 1, Lai Châu 1. Trong đó Lai Châu kể từ đầu mùa dịch lần đầu tiên ghi nhận có ca mắc mới tại cộng đồng, ca bệnh là công nhân về từ thành phố Hồ Chí Minh đi chung chuyến bay với 5F0 phát hiện tại Vĩnh Phúc ngày mùng 7 tháng 7. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 74.570 ca tại 62 tỉnh, thành phố, trong đó có 10.647 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Chỉ riêng một tuần qua, Việt Nam đã có thêm hơn 36.000 ca COVID-19. Hiện có 9 tỉnh đã 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, gồm Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hòa Bình, Bắc Cạn. Cả nước đã điều trị khỏi 12.421 bệnh nhân, hiện còn hơn 64.000 bệnh nhân đang điều trị. Từ ngày 27 tháng 4 đến nay, đã thực hiện hơn 4,9 triệu xét nghiệm cho trên 13,5 triệu lượt người. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày hôm qua có thêm 43.720 người. Được tiêm vaccine COVID-19, nâng tổng số mũi tiêm cả nước lên trên 4,4 triệu liều, trong đó người tiêm đủ 2 mũi là hơn 334.000 người. Để giảm áp lực điều trị F0, Bộ Y tế có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đề nghị khẩn trương phối hợp chỉ đạo thực hiện thiết lập các cơ sở thu dung điều trị ban đầu cho nhóm bệnh nhân COVID-19 nhẹ và không triệu chứng tại các địa điểm như khu ký túc xá, trường học, sân vận động với các trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ cá nhân và thuốc thiết yếu.